Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Âm sắc Hương Bình, nơi thăng hoa của âm nhạc dân tộc, nơi mà những thanh âm truyền thống được gìn giữ, phát huy cùng với hơi thở của nhịp sống hiện đại. Thưa quý vị, hòa cùng hơi thở của cuộc sống đương đại, ca Huế vẫn luôn là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc, tồn tại qua nhiều thế kỷ, là kết tinh của truyền thống văn hóa và nghệ thuật Huế. Với những giá trị nghệ thuật vừa mang tính kế thừa, vừa hồi tụ những sáng tạo, ca Huế ngày càng khẳng định những giá trị truyền thống tiếp nối với đời sống đương đại, là sản phẩm tinh thần của đông đảo nhân dân, đem lại cho người yêu nghệ thuật những giá trị văn hóa phi vật thể hết sức độc đáo của mảnh đất cổ đô xưa. Và đó chính là những cung điệu mang âm sắc đặc trưng của sông Hương, núi Ngự. Bầu trời ngàn hoa nở lung linh, vời vời hương gian kỳ ảo kinh thành, rào rực lòng người đất trời xứ Huế. Thank you.
Với sự hài hòa của hai dòng âm nhạc cung đình và dân gian đã làm cho di sản ca Huế có một phong vị đặc biệt, thỏa mãn được thị hiếu thẩm mỹ của người yêu nghệ thuật. Ở mỗi bài bản đều chứa đựng những giá trị nghệ thuật đặc sắc riêng có. Nếu như ở Phủ Lục là những âm điệu trang trọng, tao nhã, pha chất hùng tráng, mênh mang, thì Nam Bình sẽ mang đến những giai điệu đầy vương vấn, nhẹ nhàng, thể hiện nội lòng thầm kín. Giai điệu xưa nhưng vẫn không bao giờ cũ, bởi sự tiếp nối và sáng tạo đã mang đến những cảm nhận mới qua ca từ. Vòng mãi cùng tháng năm, ơi cung đàn tri kỷ, hồn hương ngừ mênh mang, còn ngăn mãi thời gian. Thuyền trôi lơ lửng
Nghệ thuật ca Huế đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của người dân xứ Huế và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Huế. Ngoài sự ngợi ca cảnh sắc thiên nhiên, phong hoa tuyệt nghiệt, từ sự về những tình thể thái, buồn vui của kiếp người, ngày nay ca Huế đã được khoác thêm những màu sắc mới, mang theo những khát vọng, những ước mơ về tình yêu. Một Huế lung linh, huyền ảo và ngập đầy những yêu thương. Những giai điệu truyền thống sâu lắng trữ tình đang theo nhịp đời mới mà trưởng thành, giàu âm hưởng, giàu cung bậc để hòa âm vào muôn khúc ca của thời đại. Nói sao cùng niềm mơ ước, lời non được trong kiếp non quê mình qua đôi tay theo dệt càng thêm đẹp thêm xinh, bụi bóng hình càng quyến rũ khắp bốn phương qua núi ngự sông ơi Kim Long Thiên tiếng bên ngự ơi thường từ đông ba ngân câu ca từ đại lòng ta lại thêm yêu ơi nguyệt biểu lòng thọ có qua gia hồi nhớ ghé thăm thân nổi nơi bể ngọc ngang xương cô tình tâm sen nở hương thơm gợi bóng là giao cành trời đầy ánh trăng thanh thêm dịu giặc khúc năm canh về mình đây khen ai khéo dệt bức trong mưa nghe giao giạt lòng ta phong cảnh thanh đô non được đẹp bay thơ sông lòng
lòng lòng trời xanh quý vị. Huế, vùng đất lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng quý giá. Từ mảnh đất này đã sáng tạo ra nhiều loại hình nghệ thuật, nuôi dưỡng nhiều tài năng, là nơi hội tụ nhiều danh nhân để góp phần tạo nên một xứ Huế vừa mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa có sắc thái riêng của vùng đất cổ đô. Xin mượn những giai điệu và ca từ của bài ca cổ bản Đôi Lời Nhãn Huế do tác giả Phan Dưỡng soạn lời để thay cho lời chào kết của chương trình Âm Sắc Hương Bình hôm nay. Hy vọng rằng qua buổi chương trình, chúng tôi đã góp phần lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống của quê hương xứ Huế đến với muôn nơi. Vâng.